Không còn tóc luôn vuốt. Bà nhìn là bà nhận ra được ngay đấy, bà nhận ra rồi nên bà cười. Mày nhớ cháu Có. không? Ờ. Cháu nay được về tranh thủ 3 ngày rồi ạ. Tranh thủ 3 ngày cháu tranh thủ nó về để thăm bà. Sáng mai phải ra rồi, sáng mai phải rồi. Mai hai bố con đi ra Hà Nội rồi, tí chú Hưng về đấy. Mẹ có dặn cháu gì không? Mẹ ạ. Hỏi hỏi bà xem bà có dặn rồi gì không? Bà có dặn dò gì không? Dặn gì Bà nói đi. dặn gì mà bà dặn cháu để cháu nghe. Giờ bà ăn cái gì? Bà ăn như nào? Ăn cháo, ăn sữa, uống sữa rồi.